Hello, xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với cái channel Vlog miền núi. Sau một thời gian nghỉ việc làm YouTube khá là lâu thì giờ em đã quay trở lại đây. Lại tiếp tục cái công việc đó là đi thăm lại các cái gia đình cũng như là các cái ông bà cụ mà trước đây em đã giúp họ, cho họ một cái cuộc sống tốt hơn. Hy vọng là hôm nay em vào trong này thì sẽ gặp được cái ông cụ mà neo đơn ở trong này nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi thăm nhà của ông cụ neo đơn. Vì khá là lâu rồi em cũng không có qua đây. Do bận nhiều cái công việc nhà nên là mình cũng không có thời gian đi sang bên này để thăm các ông cụ. Hôm nay là cái video đầu tiên để em tiếp tục cái công việc làm từ thiện của em. Mời bạn cùng theo chân em đi vào bên trong nhé. Và trên đường đi thì em quay cho bạn cùng xem một cái người đàn ông với lại một đứa cháu nhỏ mới đi chợ về. Hôm nay là chợ phiên ở trên miền núi này. Đi chợ đang rất là say rượu và đang phê rượu ngủ ngoài đường này để đứa con trông con ngoài đường các bạn. Nhìn trông rất là tội. Em sẽ quay cho bạn cùng xem nhé. Đây em sẽ quay cho bạn cùng xem. Đứa con này thì đã chờ bố gần 4 tiếng đồng hồ nhưng mà bố vẫn còn chưa tỉnh rượu đây này. Đó. Chợ phiên ở trên miền núi này đa số là những cái người đàn ông ấy thì họ đi chợ họ toàn là uống rượu nên là bất cứ là đoạn đường nào hay là bất cứ là ở khu vực nào thì cũng đều có những cái phiên chợ, cũng đều có những cái cảnh say rượu thế này để cho vợ con phải chờ đến nửa ngày trời thì sẽ khi nào mà tỉnh rượu thì mới đi được các bạn ạ. Đó, bây giờ ông vẫn còn chưa đi được này. Đứa cháu này thì có mấy tuổi thôi mà vẫn ngồi đây để chờ. Mấy một cái kia đâu rồi? Một cái kia vẫn là tha đâu rồi? Muốn nó cứ than ở kia rồi. Ông này nói là ông đi ăn thắng cố ở dưới chợ bạn ạ. Đi ăn thắng cố nhưng bây giờ say bét tên là nhè bởi bát thắng cố mà phải để con nó trông, để con trông mình mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là gần 3 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn còn chưa về đến nhà này. Từ cái đoạn đường này đi về đến nhà của hai bố con này á các bạn, xem cái đoạn đường rất là xấu luôn. Từ đây lên nhà hai bố con ấy gần 5 km nữa, còn 5 km nữa mới đến nhà. Mà không biết là tối ông này có về được nhà hay không nữa. Đó. Lúc nãy thì em mới quay cho bạn cùng xem cái cảnh là người dân ở trên miền núi này đi chợ phiên để mua những cái đồ đạc, nhưng mà đi vào chợ thì thấy những cái bát thắng cố rất là ngon nên là họ đã lỡ ăn bát thắng cố và say luôn bởi những cái bát thắng cố đó. Đem cũng như là đưa những cái đứa con, những cái đứa cháu nhỏ này đi chợ thì nhìn trông rất là tội các bạn ơi. Và em sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi vào trong ngôi làng kia để thăm những cái gia đình mà lần trước em đã quay cũng như em đã giúp đỡ. Mời bạn cùng theo dõi nhé. Vẫn là con đường ngày nào, vẫn là con đường mà trước đây các anh thợ xay đang trình diễn những cái tay nghề lái xe của mình. Đây, con đường này rất là khủng khiếp luôn. Dạo này em không có thời gian qua đây. Trời thì trên này cũng có mấy mưa xong nên là rất là bẩn luôn các bạn. Có mũ chiếc canh như thế nào? Dạ sao? Chiếc canh mũi canh luôn đó là chắc nhận ra. Ờ. Đó là anh chụp của mình. Ờ. Trên Nam miền núi này thì những cái con đường đi vào trong làng hay là đi vào trong xóm thì toàn là đường bằng đá bằng đất thôi các bạn. Đất này nó là đất gọi là đất đen. Đen thui luôn các bạn. Không biết là ngày hôm nay ông cụ có nhà không nữa. Được mấy tháng trời không qua đây rồi. Trước đây khi mà em vào trong này làm việc giúp đỡ cho ông cụ neo đơn này thì cái con đường này vẫn còn là rất là nhiều cỏ cây, nhưng mà thời gian này là họ xây nhà xây tường nhiều nên là cũng có một chút cái thay đổi về đường đi, nó cũng khá là tốt. Sắp đến nhà ông cụ rồi. Đây, những con đường ở trên miền núi này các bạn tưởng chừng đây là con đường dành cho người đi nhưng mà người ta vẫn đi xe rất là tốt luôn các bạn. Đó,
Trước mặt nhìn các bạn nhìn thấy cái mái nhà đó là mái nhà mà em đã làm cho ông cụ và neo đơn. Không biết là hôm nay ông còn ở nhà không nữa. Chúng ta cùng nhau đi vào nhà xem có gặp được ông không nhé. Sau khi đi được một thời gian thì những cái thay đổi ở đây cũng không có gì thay đổi lớn lắm. Mọi thứ nó vẫn còn rất là thô sơ như lúc đầu em vào đây để giúp đỡ cho ông cụ. Và em đã đến được cái ngôi nhà của ông cụ rồi. Sẽ đi xuống nhà và xem có ông cụ có nhà không nhé. Đây, đi vào nhà xem là có gặp được ông cụ không. Hy vọng là ông vẫn ở nhà. Ồ, rất là tiếc các bạn. Ông hình như là không có ở nhà rồi. Đó. Ông đang khóa cửa luôn các bạn này. Đấy, cái cửa này em làm cho ông luôn nữa này. Ông khóa cửa ngoài không biết là ông có đi đi đâu mất rồi. Bên này là cái gian nhà bếp các bạn ơi. Cái gian nhà bếp này làm cũng khá là rộng luôn ấy. Đó. Em đang định dự kiến là tối nay em sẽ đi ra đây để kéo điện cho ông cụ này, để cho ông cụ có cái điện thắp sáng. Nhưng mà cái chỗ này kéo điện thì nó cũng khá là xa, cho nên là cần một thời gian nữa. Các bạn đừng quên xem cái video cũng như là cái tập tiếp theo để xem em kéo điện cho ông cụ nhé. Chúng ta cùng nhau ủng hộ cho ông cụ. Các bạn không cần phải ủng hộ em bằng những cái khác đâu, các bạn chỉ ủng hộ em bằng những cái tinh thần, những cái gọi là động viên, để giúp em có động lực làm thêm những cái video cũng như giúp đỡ được những cái nhiều cái hoàn cảnh nghèo thế này. Thì em cũng cảm ơn tất cả quý vị cũng như anh chị các bạn rất là nhiều. Do là ông cụ cũng không có biết nói chuyện và cũng không có biết dùng điện thoại nên là mình chẳng bao giờ gọi được cho ông. Mình chỉ lên đột xuất thôi nên là không biết là có gặp ông hay không thì vẫn phải đi các bạn. Mặc dù là chuyến đi ngày hôm nay không có gặp được ông, nhưng mà sắp tới đây mình cũng sẽ lên đây để mà tranh thủ thời gian lên đây để xem có gặp được ông không. Tâm sự với ông về cái thời gian vừa qua, xem là cái cuộc sống của ông như thế nào. Trước khi mình tạo dựng cho ông một cái ngôi nhà mới như thế này các bạn. Đó, tạo dựng cho ông một cái ngôi nhà mới, một cái cuộc sống mới thì nói chung là mình nghĩ là cái cuộc sống của ông cũng gọi là tốt hơn rồi và khá hơn rồi. Không còn phải vất vả, không còn phải đi làm thuê ăn xin nữa. Trước khi mà em làm ngôi nhà này cho ông cụ thì cái ngôi nhà của ông cụ nó nằm ở bên dưới này này các bạn. Đó, bây giờ nó mọc đầy cỏ tùm lum hết rồi. Cái chỗ này sau này ông cụ sẽ làm một cái vườn rau ở đây. Em đã hướng dẫn cho ông cụ là sau này sẽ xới chỗ này lên để làm một cái vườn rau ở đây. Đó. Tại vì ông chỉ có một mình thôi nên là ông làm cái vườn rau này thì cũng đủ để cho ông trang trải cái cuộc sống hàng ngày rồi. Ngôi nhà này làm được cũng khá là to và đẹp. Em làm cho ông một cái ngôi nhà chính và một cái gian gọi là gian nhà nhỏ bên cạnh để nấu cơm, nấu nướng, nó tiện. Cái khu vực này là nằm sâu tít bên trong rừng này nên là điện đón nó cũng không có đầy đủ lắm. Đi kéo điện thì những cái nhà khác thì người ta có điện rồi, nhưng mà nhà này thì lại cách những cái nhà khác rất là xa nên là kéo điện hơi xa một chút các bạn. Đây là phong cảnh mà xung quanh nhà của ông cụ này các bạn. Bên dưới là hàng xóm đó, và những cái nhà xa xa tít bên kia cũng là hàng xóm của ông cụ này luôn, nhưng mà họ chỉ là hàng xóm thân thiết thôi chứ không phải là anh em họ hàng gì của ông cụ này. Ông cụ sống neo đơn một mình ở đây cùng với bản làng. Hiện tại thì em đang đứng tại một cái hòn đá rất là to và cao to nhất ở chỗ này để mà quay cho bạn cùng xem về cái phong cảnh khu vực của nhà ông cụ neo đơn này. Cái nhà của ông cụ này thì ở ngay trên một cái quả đồi. Và cái quả đồi này là ở giữa chừng đồi nữa các bạn. Giữa chừng đồi của một cái quả đồi cao. Nên là nhìn trông cũng rất là đẹp và rất là thoáng mát luôn. Mát vào mùa hè và nó sẽ rất là lạnh vào mùa đông. Nhưng mà hy vọng là mùa đông này ông cụ sẽ không còn lạnh nữa. Em đã chuẩn bị cho ông những cái tấm chăn và những cái bộ quần áo rét để cho ông mặc qua những cái mùa đông này. Trên miền núi này thì các bạn biết là ở dưới xuôi các bạn mà nhiệt độ nó đã thấp rồi, mà lên trên này nó càng thấp luôn các bạn. Có những năm mà ở trên này đóng tuyết, đóng băng trắng xóa luôn. Nó rất là lạnh luôn. Nên là những cái ông cụ này thì họ không có đủ cái khả năng cũng như không có đủ cái điều kiện để mà đi trang trải và mua sắm những cái đồ như là những cái chăn màn, quần áo ấm để giữ cho bản thân ấm hơn. Nên là nhiều khi là những cái ông cụ lớn tuổi hay bị bệnh hay là bị bệnh cảm cúm hay là bị có nhiều cái gọi là ngoài cái sự mong muốn của người ta đấy,
thì họ không thể nào chịu đựng được nên họ đã ra đi thế giới bên kia vì những cái thời tiết lạnh giá này. Nhưng mà hy vọng là trong cái mùa đông sắp tới đây thì ông cụ sẽ không còn chịu những cái đợt rét hay là chịu những cái cảnh mà rét cảnh đói nữa. Ông trong thời gian vừa qua thì em cũng có phục vụ cho ông cả về gạo ăn rồi là những cái sinh hoạt trong cái cuộc sống của ông ấy, thì em cũng có phục vụ hết cho ông rồi nên là ông không còn lo nghĩ gì về những cái đó nữa. Không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi ký kênh Vlog Miền Núi này. Và nếu các bạn xem được video đừng quên chia sẻ, like và share cho nhiều người cùng xem. Đồng thời bấm nút đăng ký để ủng hộ em có động lực làm những video và giúp đỡ được nhiều người lớn tuổi hơn. Chúc cho các bạn một ngày mới tốt lành và chúc cho tất cả mọi người làm YouTube luôn luôn thành công và thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cũng như quý vị anh chị trong những cái video tiếp theo. Bây giờ xin nói lời chào tất cả bạn. Bye bye.